đường đi hái trái Việt Quất vào lúc 8 giờ tối ở Alaska. Có thể nói là trời vẫn sáng suốt đêm ở Alaska vào mùa hè. Con đường ở Alaska vào mùa hè rất đẹp. Các bạn có thể thấy những đồng cỏ lớn và những dải núi tuyết còn chưa tan. Cây cối ở Alaska mọc không cao lắm. Cây Việt Quất sẽ mọc thành những bụi lớn. Và đặc biệt ở những nơi trũng nước, trái Việt Quất sẽ rất to. Thời điểm tốt nhất để đi hái trái Việt Quất là tầm vào giữa tháng 7 cho đến hết cuối tháng 8. Ngoài trái Việt Quất, ở đây còn có quả dâu rừng và quả mâm xôi. Xin giới thiệu với các bạn, đây là hoa biểu tượng cho Alaska. Những người sống lâu năm tại Alaska sẽ sử dụng loại hoa này để làm một loại nước thay thế cho mật ong. Mùa hè là thời điểm mà gấu đang đi tìm thức ăn, vì thế chúng ta cần phải cẩn thận khi hái trái Việt Quất. Tốt nhất là hãy nên mang theo súng. Nếu không mang theo súng thì hãy tạo tiếng động thật là ồn để gấu hoảng sợ và bỏ đi. Trái Việt Quất mọc tự nhiên thường nhỏ hơn trái Việt Quất mua ở chợ rất nhiều và có vị ngọt chua thanh. Ngoài ra còn có một mùi thơm vô cùng đặc trưng riêng mà chắc chắn là Việt Quất ở trong chợ không thể nào có.
Với trái việt quất, chúng ta có thể làm rất nhiều món ngon như pha sinh tố, làm mứt, làm bánh bông lan và đặc biệt là làm rượu việt quất. Trái sau khi hái về, chúng ta hãy rửa thật sạch và để ráo. Sau đó, chúng ta sẽ bắt tay vào làm rượu, rượu việt quất. Với cách làm vô cùng đơn giản, chỉ cần hòa tan việt quất và đường với nhau là chúng ta sẽ có rượu việt quất. Ngoài ra, các bạn có thể cho thêm một ít rượu trắng vào để giúp lên men nhanh hơn. Nhưng vì ở đây mình không có rượu trắng nên mình đành phải sử dụng vodka. Với mình thì rượu đế Việt Nam vẫn là ngon nhất. Mọi thứ sau khi đã sẵn sàng, chúng ta sẽ bắt tay vào ủ rượu. Chỉ cần đậy nắp thật kín và ủ rượu trong thời gian khoảng hơn 6 tháng là chúng ta sẽ có được một bình rượu ngon, rượu Việt Quất.